Mạnh Cường, một cái tên đã trở nên quá quen thuộc và đã trở thành niềm tự hào với bất cứ cổ động viên nào của bóng bàn Việt Nam. 10 tuổi mới bắt đầu cầm vợt, nhưng Vũ Mạnh Cường chỉ mất có 9 năm để trở thành nhà vô địch quốc gia và có 7 lần đăng quang ở ngôi vị số 1 của làng bóng bàn Việt Nam. Tay vợt thuận tay trái này cũng là người đầu tiên đánh dấu sự trở lại của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Hai cái huy chương vàng của đơn nó đều là những cái kỷ niệm, và mỗi một cái thời điểm nó có một cái tính chất khác nhau. Và cho nên là mình nghĩ là mỗi cái khi mà mình vô địch năm SEA Games 21 ở Mã Lai đấy, năm 2001 đấy, thì tự mình khóc. Tức là mình nghĩ là mình đánh xong, tức là mình ra ngoài cái mình ôm, tức là mình nặng người, tức là mình khóc, mình nghĩ rằng là có thể là sẽ không bao giờ mình làm được lại nữa, tại vì đó là cái tấm huy chương mà mình thấy rằng là nó là cái tấm huy chương mà gần như là cuối sự nghiệp. Những gì làm nên một Vũ Mạnh Cường đã trở thành tượng đài của bóng bàn trên sân đấu là đầy những bất ngờ, thì con đường đưa anh trở thành một huấn luyện viên cũng khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Từ vị trí là trưởng bộ môn bóng bàn của Sở Thể dục Thể thao Hải Dương, một vị trí là niềm mơ ước và mở ra cơ hội rất lớn trở thành nhà quản lý thể thao sau này, nhưng Vũ Mạnh Cường đã quyết định từ bỏ. Anh chọn Hà Nội TVT, một cái tên hoàn toàn xa lạ với bóng bàn Việt Nam, để gây dựng sự nghiệp của một huấn luyện viên kể từ năm 2008. Và chính thử thách này đã khiến cái tên Vũ Mạnh Cường càng trở nên đặc biệt hơn. Khi làm huấn luyện viên thì tôi nghĩ rằng là nó bao trùm tất cả, từ vấn đề quản lý con người đối với từng vận động viên, rồi là lo chăm sóc sức khỏe, rồi lo cho vận động viên tập luyện, lo kế hoạch tập huấn chuẩn bị thi đấu, và lo những cái áp lực chỉ tiêu thành tích của đề ra trước ban lãnh đạo. Đấy cũng cả một cái sự rất là khó khăn. Giờ đây, Vũ Mạnh Cường không chỉ là một nhà quản lý, một huấn luyện viên, mà anh đã trở thành nguồn cảm hứng của câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội TVT. Từ một con số 0 tròn trĩnh về truyền thống, kinh nghiệm và thành tích, Vũ Mạnh Cường đã góp phần không nhỏ để biến Hà Nội TVT trở thành một thế lực mới của bóng bàn Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ. Sự tận tâm của Vũ Mạnh Cường trong huấn luyện, cách làm khác biệt trong tuyển dụng, đào tạo và chăm sóc của câu lạc bộ đã biến Hà Nội TVT trở thành địa chỉ đỏ không chỉ của các tài năng trẻ bóng bàn thủ đô mà còn của cả nước, với những mục tiêu đầy táo bạo. Với câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội TVT nói riêng thì là sẽ cố gắng làm sao phấn đấu để cho các vận động viên vào trong đội tuyển quốc gia. Nhưng mong muốn lớn nhất của tôi là muốn rằng đội tuyển quốc gia của chúng ta phải cố gắng, phải xứng tầm như những cái năm mà chúng tôi thi đấu cho SEA Games. Đó là do những cái nhà quản lý hoạch định của bóng bàn cũng như là của tổng cục thể dục thể thao, để làm sao mà bóng bàn là phải trở lại ngôi vị số 1 của Đông Nam Á. Những giấc mơ vươn tầm đang được dệt nên bởi khát vọng và việc làm thiết thực của một tay vợt đã trở thành tượng đài của bóng bàn Việt Nam. Vũ Mạnh Cường đã đi được một phần rất quan trọng trên con đường biến giấc mơ ấy thành hiện thực, và có lẽ ngày nó trở thành hiện thực cũng không còn quá xa nếu như bóng bàn Việt Nam có được nhiều người như Vũ Mạnh Cường.